Chúa Nhật thứ 32 thường niên năm C. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 20 từ câu 27 đến câu 38. Có mấy người thuộc nhóm Sa Đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, ông Mô-sê có viết cho chúng ta điều luật này: nếu anh hay em của người nào chết đi, đã có vợ mà không có con, thì người ấy phải lấy nàng để sinh con nối dòng cho anh hay em mình. Vậy nhà kia có bảy anh em trai, người anh cả lấy vợ nhưng chưa có con thì đã chết. Người thứ hai, rồi người thứ ba đã lấy người vợ quá ấy. Cứ như vậy, bảy anh em đều chết đi mà không để lại đứa con nào. Cuối cùng, người đàn bà ấy cũng chết. Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ ai, vì cả bảy đều đã lấy nàng làm vợ? Đức Giêsu đáp: Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, chứ những ai được xét và đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. Quả thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại. Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, thì chính ông Mô-sê cũng đã cho thấy trong đoạn văn nói về bụi gai, khi ông gọi Đức Giêsu là Thiên Chúa của tổ phụ Áp-ra-ham, Thiên Chúa của tổ phụ Y-sa-ác và Thiên Chúa của tổ phụ Gia-cóp, mà người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống. Vì đối với người, tất cả đều đang sống. Suy niệm: Thời Chúa Giêsu, giới lãnh đạo tinh thần của người Do Thái chia làm hai phái. Các tư tế không tin kẻ chết sẽ sống lại trong ngày tận thế. Các biệt phái thì tin ngày tận thế xác loài người sẽ sống lại. Những người không tin có sự sống lại hư cấu chuyện một phụ nữ có bảy đời chồng, tất cả bảy lần đều hợp pháp, mà không có con với người nào. Rồi cả chị ta và bảy người chồng đều chết. Như vậy, nếu khi mọi người sống lại, thì chị ta thuộc người chồng nào? Hỏi vậy, họ có ý dồn Chúa Giêsu vào thế bí, và họ sẽ hân hoan. Đâu có chuyện xác loài người ngày sau sẽ sống lại. Nhưng Đức Giêsu đã nhân cơ hội ấy mặc khải về tình trạng những người đã chết sẽ sống lại, và họ sẽ không bao giờ chết nữa. Họ sẽ được lên thiên như các thiên thần và là con cái Thiên Chúa. Khi ông Mô-sê thấy ngọn lửa bốc lên từ một bụi gai mà bụi gai không bị thiêu rụi, nên đến gần để xem, và ông đã được nghe tiếng từ bụi gai phát ra:
anh phải trở lại Ai Cập. Xin vua Pharaoh cho dân Do Thái được đi xa thờ lạy Thiên Chúa. Ông Môsê lo sợ trước mệnh lệnh ấy và thưa: nhưng ai sẽ tin là con được Thiên Chúa sai làm việc ấy? Và họ hỏi tên đấng sai con là ai, thì con thưa thế nào? Và tiếng ấy phán: ta là đấng tự hữu và đang có mặt, là Thiên Chúa của Abraham, Isaac và Jacob. Và Chúa Giêsu kết luận rằng: như vậy, ông Abraham, Isaac và Jacob đã lìa xác từ nhiều trăm năm, nhưng linh hồn các ngài vẫn đang sống. Và tất nhiên là xác các ngài cũng sẽ được sống lại, để sống trọn vẹn con người có hồn có xác. Vì Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của những người chết. Thiên Chúa sẽ cho xác tất cả nhân loại được sống lại và hợp lại với linh hồn. Đọc kinh Tin Kính, ta tuyên xưng: tôi tin xác loài người sẽ sống lại khi linh hồn lìa khỏi thể xác. Cơ thể sẽ mau chóng tan rã và trở về bụi tro. Đợi ngày tận thế sẽ được hồi sinh. Nhưng Chúa Giêsu sau 3 ngày đã sống lại và đã lên trời, và xác thánh Đức Ma-si-a cũng đã được đem về trời. Tuy chưa từng có ai thấy người đã chết thật mà sống lại thật, như đã được tiên báo trong sách Khải Huyền rằng: nhiều người sẽ từ bụi đất trỗi dậy, có người sẽ được hưởng phúc trường sinh, có người phải muôn đời tuổi hổ. Nhưng thân xác chúng ta được sống lại thì không còn bị hạn chế bởi không gian hay thời gian. Nhưng như Chúa Giêsu nói sẽ được như các thiên thần. Vì thời thử thách lập công đã qua, nên không còn bị dục tình hay thái tục thế gian quyến rũ. Vì vậy không còn sinh sản, nên cũng không còn cưới xin, mà mọi người nam, nữ đối xử với nhau thân tình như anh chị em một nhà, và được thảnh thơi an vui đời đời trong tình Thiên Chúa yêu thương. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con được vững tin rằng chết là đổi đời chứ không là hết. Xin cho chúng con biết sống lành để được chết lành. Amen.